Thôi nào, nghe lời anh, em phải ăn thì mới mau khỏi ốm chứ, nhá. Nào, anh về đi. Em ăn hết bát cháo này, rồi anh sẽ về. Nghe lời anh đi mà. Nào, nào, há mồm. Nào. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. Sometimes I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I've never loved someone that I love you. I never felt this way. Hay quá. Em định hát bài này tối nay à? Đúng. Ba mà anh đến từ khi nào vậy? Anh cũng vừa mới đến thôi. À, hay là bây giờ bọn mình đi ăn đi. Hôm nay anh có điều bất ngờ muốn dành cho em. Em luôn thích điều bất ngờ mà. Vậy em chờ em chút nha. Em đi thay đồ cái. À. My ơi, tỉnh lại đi em. My ơi, My, My ơi. Anh đi đi, em không cần anh quan tâm nữa. My, mẹ thấy con quá đáng rồi đấy. Dạ, không sao đâu cô ạ. Cô cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Con sắp cho My ăn xong rồi ạ. Nào, em, nghe lời anh. Sao anh dày mặt vậy? Em có biết vì sao ấy mà râu của anh ấy không mọc ở chỗ cằm này không? Vì da mặt anh dày. Thế cho nên là em có đuổi thế chứ đuổi nữa anh cũng không đi đâu. Thôi nào, nghe lời anh, ăn đi mà. Nào. Bây giờ anh hỏi em một câu nhé. Giả sử nếu anh ở vị trí của em thì em có bỏ rơi anh không? Anh chắc chắn là em không bao giờ làm như vậy. Thế cho nên là anh cũng sẽ không làm như thế. Thôi nào, nghe lời anh đi. Ăn thì mới khỏi ốm được nhá. Nào. Để em thử đi. Được á.
Em là đứa dối dù. Phúc thương con thiệt lòng, con nên suy nghĩ lại, đừng làm cậu đó tổn thương. Trên đời này kiếm được một người như Phúc là khó lắm đó. Mẹ để con một mình suy nghĩ được không? Hôm nay con đi làm về sớm hay sao mà giờ này ghé thăm My vậy? Dạ vâng, hôm nay con xin phép về sớm ạ. Em vẫn khỏe chứ ạ? Em nó vẫn vậy. Bác có nói chuyện với nó nhưng nó không bắt nhời. Mong con thông cảm cho My. Dạo này nó bệnh tật, tính tình nó khó lắm. Bác cũng biết con chịu đựng, nhẫn nhục nhiều. Thôi, cố gắng lên con. Bác đừng nói thế ạ. Con là bạn trai của My mà. Thôi, con xin phép vào thăm My ạ. Ừ. My ơi! My ơi! Sao anh không để em chết đi? Trong lúc khó khăn nhất, anh muốn được là ánh sáng của cuộc đời em. Nhưng em không cần. Nhưng anh cần em. Anh đừng thương hại em. Anh không thương hại, mà anh yêu em. Cảm thấy phải có trách nhiệm với em thì em không cần. Anh sẽ là loại đàn ông như thế nào nếu như bỏ rơi em vào lúc này? My, anh thực sự muốn. Thôi được, anh sẽ làm theo ý em. Nhưng em phải hứa với anh một chuyện. Anh nói đi. Em không bao giờ được tìm cách tự tử nữa. Dù em không cần anh, nhưng em còn mẹ, còn gia đình, còn người thân, còn cả ước mơ ở phía trước. Anh không muốn em kết thúc cuộc đời của mình theo một cách như vậy. Được rồi, em hứa. Oh,
xin lỗi. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không hiểu em. Nhưng anh rất cần em. Em còn rất quan trọng với mẹ nữa. My, em có muốn làm vợ của anh không? Này, chiếc nhẫn này đắt tiền lắm đấy nhá. Nếu như em vẫn hất đi, anh sẽ kết nhẫn cỏ để tặng em đấy. Thôi được rồi, nếu như em vẫn không đồng ý thì anh sẽ cưa chân của anh. Như vậy là hai chúng ta giống nhau. Em sẽ không còn mặc cảm nữa, đúng không? Nhưng em sợ nếu chúng ta lấy nhau, tương lai sẽ rất mịt mù. Em đừng lo, chỉ cần chúng mình yêu thương nhau, anh tin rằng cuối đường hầm luôn luôn có ánh sáng.